họ nhai. Làm xong cái này là để hộ nhau ông chú đào với cái ao nhé. Vâng, vâng. À, chú ở chỗ nào nhỉ? Chú ở trên kia. À, trên màu đấy, màu đấy. Trên nhà rào hay trên? Ở nhà mạo, nhà bên dưới nhà màu đấy. Nhà rào hay nhà nào nhỉ? Màu màu con của ông chú. Bên dưới nhà ông Hòa ấy. Hòa là cái nhà nó làm cái nền thế. À cái lần là dưới bên chú Trồng Châu bên má bên đồi cuối đấy. Làm chưa xong ở trên thì mình không lên để hỏi cha. À cháu làm. Không có cái là mình cháu mấy nữa mà 1-2 hôm nữa là xong, cái này 1-2 hôm nữa là xong rồi. Xong là làm cho chú luôn. Chú làm ăn nhiều, làm nhiều chú nào. Chú thì sao là quay về đi luôn luôn mà. Và chú làm ao hay làm gì? Ừ, làm ao à. Ok. À, chú có vườn khoai tàu đấy hay chỗ nào? Bên suối mấy mà hai cái ao bên trên đấy. Vâng. Ở chỗ gần gần chú Trồng Châu nhỉ? Trồng Châu đồi Ngô đấy ạ. À? Vâng. Đúng rồi, hay khu đấy. Chú tên là ấy ạ? À? Chú Tiều. Chú Tiều à? Tiều. Làm ở trên kia chưa xong thì mình không lên. Vâng. Hôm sau là thấy là máy xuống rồi. Đã biết rồi thì nó quay về trên kia hay là xuống đây gì. Nó qua đây mà cháu xuống đây gì làm đây. Nó biết làm chui không làm nữa, có lên được. Ngoài xe cơ ba cả 50 còn trong này 50 thắng chú nó xuống đây mấy nữa bảo xuống ao rồi nhà chú Tiểu ở chỗ bên chỗ cái nền nhà bên đấy. Đây chú này mai xuống hai cái mà. Hai xuống hai cái ao chuẩn bị. Ở cái làn hôm qua nó kéo gỗ đấy. Đấy, chú Tiều ấy. Ờ. Mai xong cái này xong đi chúc cho chú. Cậy từ trưa giờ đi được đoạn đường này khó nhai cái khủng.
người hạ thôi nên là đi chuyển thẻ kinh giờ tiếng đồng hồ đi làm vừa cạo đường vừa là đau. Quả này trước chắc nó khó quá, nó quay đầu đầu từ ngoài mỏ đá ngoài kia rồi. Quả thằng ấy trước ngày xưa nó khó quá, chắc nó quay đầu. Trước nó nằm cái đường ngoài này đầu thắng đâu, không phải thắng đâu. Thằng gì đấy là khó từ mỏm đấy rồi, từ mỏm từ mỗi mù mối mối ngoài này thì đất đỏ. Bên này toàn đá tay bèo, bên cái đường mở của anh này xem rồi. Bên như nó đưa lấy bằng nó tránh đá được, nhưng bên chỗ này dốc này phải nào, nếu mà muốn nào phải nào, cho nên vẫn tránh được. Đi xe máy về đi tí em đi nào. Rào về rồi. Nhưng mà rào và rào đâu. Cây gỗ này nặt là cây gỗ gì sao không lấy được cái bế này chám á, không phải đâu, không phải chám đâu, cái gì cây nặt tiếp phải gió đổ cho mẹ chơi nền đá hay là cái đất nó chỉ sạt, đất mượn là sạt giống như kiểu bên má bên kia, đất mọc trên đất mượn nặt gỗ gốc hay bị nặt. Đất mượn dưới nó cũng chẳng bám, phải đi đất thịt 100%. Ao bên kia chú đắp một động không chú? Khoảng 2-3-4 tiếng rồi xong. Vào cả đường vào mới được. Đúng rồi, nằm cả đường nữa. Đường thì cái chỗ nào hẹp thì con máy con về vào đường thì cạo luôn. Chị vẫn đi hộ anh Hòa ấy. Không, bây giờ ở nhà mà ngoài hôm nay về không nghỉ rồi. Đi cơm chơi chiều. Tổng to lắm.
bốn cống vừa nhà anh rồi, đi qua mấy chỗ bùn dãy lên gần chết lên được. May có rào đi chứ. Cống này nó có sắt, cống ở chợ mới này nó không có sắt. Thằng Giảo mua nó bảo thế. Đặt trước cái cống của anh như này cống có sắt. Em mua cho anh ấy. Sắt nó khỏe hơn. Đi... sắt thì máy xúc mới đi được. Con sắt nó khỏe ô tô đi được. Trên Giảo mua ở đâu về lắp về bị toàn bị ấy thôi. Vỡ Giảo mua ở dưới chợ mới. Cái đau đớn ấy là tiếp xuống đoạn cỏ xanh này, một cái đá cỏ, tiếp cái vỉa đá này.